À, chào các bạn đã đến với kênh Hoang Dã TV. Hôm nay là mùng 3 Tết. Mình đã về quê mà mình bẫy sóc thì nhưng mà thất bại hoàn toàn các bạn, không có được con sóc nào hết. Sóc nó rất là khôn, nó ở trên cao mà mình chế mấy cái bẫy ra thì nó không hiệu quả. Thì thôi đi đặt bẫy con rắn vậy. Thì mình đặt một cái bẫy rắn ở đây, ngay dưới cái gốc cây này nè. Mình lấy lá mình phủ lên. Thì mồi mình xài là con rắn mối thôi. Thì bây giờ mình đã thấy có một con nó ở trong đó rồi đó, nhưng mà mình không biết là con rắn gì. Các bạn, đây 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 đây, cận cận cho các bạn xem đây. Rất là to các bạn. Đây, để mình lấy ra đây. Lấy ra cho các bạn xem nha. Tôi gọi theo người miền Nam nha các bạn. Thì người miền Nam thì người ta kêu con rắn này bằng bằng ba cái tên là hổ heo, hổ vẹt. Hổ vẹt là tại vì cái thần nó có cái vẹn vẹn này. Và một cái tên nữa cũng thường gọi là con long thừa, rắn long thừa. Còn ở miền Bắc á, thì người ta sẽ gọi cái con rắn này là con rắn hổ châu, hoặc là ráo châu, hoặc là hổ châu ráo châu, hoặc là hổ chuột, là người ta cũng gọi là như vậy cho các bạn. Con này cũng chắc cũng khoảng cỡ 1,2 kg, 1,5 kg cho các bạn, cũng tương đối là khá đấy. Đúng ra thì mùa này là rắn nó vô hang hết rồi các bạn, không có còn ở ngoài đâu, nhưng mà tại vì năm nay nó có mưa một số cái cơn mưa lớn ở cuối mùa nên con rắn cái nhịp sống sinh học của nó cũng thay đổi, nên nó đi ra ngoài nó đi kiếm ăn thôi. Cái chuồng là cái lồng bẫy này thì tôi sử dụng là dài 50 nha các bạn, dài 50, kích thước 12 và cao 10 thôi, một đầu hom. Mồi là đánh mối thôi các bạn. Tôi rất là khoái xài đánh mối, tại vì đánh mối thì có thể là mình sử dụng là không dính cái loại đánh này thì dính loại đánh khác. Nó rất là cái mồi nó rất là đa dạng, có là dính cái loại đánh. Đây, cho các bạn xem cảnh ở đây. Con đánh này thì mình nhìn nó vậy chứ nó không độc nha các bạn. Tôi cũng chưa biết tôi làm cái gì nó đây. Cũng có thể là tôi đem đi tôi thả. Cũng có thể vậy đấy. Đây tôi giới thiệu cho các bạn xem một cái số loại rắn nó thường dính bẫy vậy đó. Nếu các bạn mà có bẫy đấy, các bạn thấy cái hòm mình nó vậy. Ai mà có quan tâm tới cái bẫy rắn thì các bạn cứ lên YouTube cho cái kênh Hoang Dã TV của mình có hướng dẫn chi tiết nha các bạn. Đấy, bẫy rắn thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có một số loại rắn nó độc. Thì coi như cái môn thể thao mạo hiểm này thì các bạn cũng nên cẩn thận. Sang năm mình rảnh rỗi mình sẽ làm một cái clip và mình giới thiệu cho các bạn là một số loại rắn nó thường dính bẫy và loài nào độc, loài nào không độc đó, và nó thường thường nó sử dụng mồi gì, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cơ bản thôi để cho các bạn thấy. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe nha.